Hiện nay thì vùng mưa đang mưa lớn ở toàn bộ các khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên. Và như vậy thì hệ thống cảnh báo lũ quét của chúng tôi hiện nay đang cảnh báo nguy cơ rất là cao ở các khu vực từ Hà Tĩnh đến khu vực Bắc của Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên. Và chúng tôi thì lưu ý rằng là đây là các khu vực mà rất nhiều các cái khe núi cũng như là vùng trung du miền núi thì có nguy cơ rất là cao xảy ra hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Và trong đêm nay và ngày mai thì vùng mưa bắt đầu di chuyển ra phía khu vực Nghệ An và vực Thanh Hóa. Vì vậy chúng ta cần phải đề phòng lũ quét và sạt lở đất đối với khu vực trung du miền núi ở khu vực này. Và tôi cũng lưu ý rằng là hiện nay chúng tôi đang triển khai thử nghiệm cái hệ thống cảnh báo lũ quét, thông tin cảnh báo lũ quét thời gian thực cho toàn bộ Việt Nam. Và vì vậy mà chúng ta có thể là theo dõi thường trực trên cái hệ thống này để chúng ta có được thêm thông tin cập nhật. Và hệ thống này đang cập nhật là 1 giờ một lần. Và vì vậy chúng ta ngoài cái bản tin chính thức chúng ta có thể là tham khảo thêm để chúng ta có thể có thông tin để phòng tránh cách tốt hơn đối với các hiện tượng thiên tai quét và sạt đất. Đây là hiện tượng thiên tai rất là nguy hiểm trong thời gian đợt mưa này.